Quốc hội Mỹ phê chuẩn chương trình vũ khí như trong Thế chiến 2 cho Ukraine. Anh cử 8.000 binh sĩ tới Đông Âu tập trận. Kiev bị dội tên lửa giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Ukraine. Giới chức Mỹ và NATO đánh giá quân đội Nga tiến chậm ở miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine tăng cường an ninh ở biên giới với Transnistria. 45 người Ukraine được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh mới nhất với Nga Người Ukraine không hối tiếc khi nhấn chìm đất đai để chặn bước tiến quân Nga. Ukraine Bulgari đạt thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc qua cảng Vana. Khảo sát, hầu hết người Mỹ coi quan hệ đối tác Trung Nga là vấn đề nghiêm trọng. Hoa Kỳ công bố báo cáo tự do tôn giáo kêu gọi trừng phạt nhiều quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thu Lâm xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 29 tháng 4 của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Lưỡng viện Mỹ mới đây đã thông qua dự luật về việc cấp vũ khí cho Ukraine giống chương trình mà Mỹ đã thực hiện hồi Thế chiến II để gửi khí tài quân sự cho các bên tham chiến. Theo RT, dự luật cho thuê mượn vũ khí phòng thủ dân chủ Ukraine đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 28 tháng 4 nhằm xóa bỏ một số ràng buộc đối với việc gửi vũ khí tới Ukraine. Trong bối cảnh nước này đang kháng cự các cuộc tấn công dồn dập của Nga, hồi đầu tháng dự luật này đã được thông qua ở Thượng viện. Nếu được Tổng thống Joe Biden ký thành luật, luật này sẽ hồi sinh cơ chế mà Washington đã sử dụng hồi Thế chiến II để gửi vũ khí cho các bên tham chiến, trong khi vẫn chính thức giữ vị thế trung lập. Cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện có 417 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 3 nghị sĩ không bỏ phiếu. Toàn bộ phe Dân Chủ đều ủng hộ dự luật, trong khi 10 thành viên Đảng Cộng Hòa phản đối. Dự luật này được Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John Kenney giới thiệu và đã được Thượng viện thông qua hôm 6 tháng 4. Nó cho phép Tòa Bệ Ốc phê duyệt việc mượn hoặc cho thuê vũ khí tới Ukraine hoặc bất cứ quốc gia Đông Âu nào bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lăng của Nga nhằm bảo vệ dân thường. Dự luật công Conin không tạo ra một chương trình mới, mà thực chất là giúp Tổng thống Joe Biden dễ dàng gửi vũ khí hơn tới Ukraine bằng cách đình chỉ các giới hạn do hai luật hiện hành áp đặt một trong số đó giới hạn thời gian viện trợ là 5 năm. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là Ukraine phải trả tiền cho việc thuê hoặc mượn trang thiết bị quốc phòng. Dự luật mới này tách biệt với nỗ lực của Mỹ nhằm gửi vũ khí cho Ukraine từ kho khí tài của Bộ Quốc phòng. Khoảng 8.000 binh sĩ lục quân Anh sẽ tham gia các cuộc tập trận trên khắp Đông Âu để chống lại sự xâm lược của Nga. Đây là một trong những đợt dàn binh bố trận lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Thưa quý vị, Nhật báo Anh The Guardian hôm nay cho hay, hàng chục xe tăng sẽ được đưa tới các quốc gia từ Phần Lan đến Bắc Macedonia vào mùa hè này, theo kế hoạch đã được tăng cường kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Tham gia cùng London sẽ có hàng chục nghìn quân từ NATO và Liên minh lực lượng viễn trình chung, bao gồm Phần Lan và Thụy Điển. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hành động này đã được lên kế hoạch từ trước và đã được tăng cường nhằm đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào nước láng giềng. Việc điều quân của Vương quốc Anh dự kiến sẽ đạt tới mức cao nhất là khoảng 8.000 binh sĩ hoạt động ở lục địa châu Âu trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố, an ninh của châu Âu chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Các cuộc tập trận này sẽ chứng kiến quân đội của chúng tôi tham gia cùng với lực lượng của các đồng minh và đối tác của NATO và lực lượng viễn trình chung để thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh trong một trong những đợt khai triển chung lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Kiev bị dội tên lửa giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Ukraine Thưa quý vị, các quan chức của Ukraine cho biết, Nga đã bắn hai tên lửa hành trình vào Kiev hôm 28 tháng 4, giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang thăm nước này. Ngay sau vụ việc thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, vụ tấn công đã làm rung chuyển một quận trung tâm ở thủ đô Ukraine. Một trong số hỏa tiễn này bắn trúng một tòa nhà dân cư khiến ít nhất 3 người bị thương. Sau đó, giới chức cập nhật cho biết vụ tấn công đã khiến ít nhất 10 người bị thương. Phát biểu với đài truyền hình Bồ Đào Nha RTP, khi được hỏi về các vụ nổ, tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nói có một cuộc tấn công vào Kyiv, nó khiến tôi bị sốc không phải vì tôi ở đây mà vì Kyiv là một thành phố thiêng liêng đối với người ukraine cũng như người nga nga vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết các vụ nổ chứng minh rằng chúng ta không được lơ là cảnh giác trong khi ngoại trưởng ukraine Dmytro kuliba tuyên bố với hành động man dợ khủng khiếp này nga một lần nữa thể hiện thái độ của mình đối với ukraine châu âu và thế giới trong khi một số nhà quan sát cho rằng Moscow đang chế nhạo Liên Hợp Quốc. Một phần trong cuộc thảo luận của ông Guterres với Tổng thống Ukraine hôm 28 tháng 4 tập trung vào việc sơ tán binh lính và dân thường đang mắc kẹt tại nhà máy thép Azovstan ở thành phố Mariupol. Kiev đang phải đối mặt với những tuần cực kỳ gam go phía trước, như lời cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov đưa ra hôm 27 tháng 4. Ông Rednikov cũng nói về sự hủy diệt lớn vì Moscow sẽ cố gắng gây ra nhiều đau đớn nhất có thể. Vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh trong cập nhật mới cho biết, khoảng 20 tàu chiến và tàu ngầm Nga hiện đã đi vào vùng hoạt động của Biển Đen. London cảnh báo rằng, việc các tàu tập trung ở Biển Đen có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Ở một diễn biến khác, giới chức Mỹ và NATO hôm thứ Năm nói quân đội Nga đã đạt một số bước tiến khi nhắm mục tiêu vào miền đông Ukraine, nhưng những bước tiến này chậm và không đồng đều. Theo CNN, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói có chứng cứ, về việc nga đã cải thiện năng lực phối hợp hoạt động trên bộ và trên không cũng như năng lực tiếp tế cho lực lượng trên chiến trường tuy nhiên bước tiến của nga chậm và không đồng đều họ chỉ tiến được vài km mỗi ngày mỹ đánh giá nga đang cố gắng rút kinh nghiệm sau giai đoạn đầu nỗ lực đánh chiếm kyiv không thành công nga hiện đặt những yếu tố kiểm soát và chỉ huy gần đường biên giới với ukraine theo một quan chức cấp cao của nato với mục đích khắc phục vấn đề liên lạc và phối hợp như trong trận đánh vào kyiv các cuộc tấn công một phần nào đó được phối hợp tốt hơn, nhưng với đội hình nhỏ, quy mô cấp đại đội kèm hỗ trợ từ trực thăng. Một quan chức quốc phòng châu Âu nói, phần lớn quan chức phương Tây cho rằng Moscow sẽ từng bước tung thêm lực lượng vào cuộc chiến. Theo một quan chức NATO, cuộc tiến công mới ở Donbass sẽ chứng kiến Nga tổ chức chiến dịch như thông thường, với sự tham gia của các khí tài hạng nặng, địa hình thoáng hơn. Trong khi đó, hôm 28 tháng 4, hãng thông tấn TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này vẫn tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mỹ và phương Tây nói đây là cái cớ cho việc Moscow xâm lăng nước láng giềng. Quân đội Ukraine tăng cường an ninh ở biên giới với Transnistria Thưa quý vị, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine hôm thứ Năm cho biết, lực lượng của Ukraine đang tăng cường an ninh tại biên giới với Transnistria, một khu vực do Nga hậu thuẫn ở Moldova. Transnistria giáp với Ukraine ở phía Nam. Trên Telegram, người phát ngôn của chính quyền Odessa cho biết, lực lượng phòng vệ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu đã đề ra để bảo vệ Odessa. Đặc biệt, chúng tôi đã tăng cường bảo vệ biên giới của quốc gia với cái gọi là Transnistria. Đầu tuần này, một loạt vụ nổ không rõ nguyên nhân đã xảy ra tại một số khu vực của Transnistria mà Ukraine mô tả là một hành động khiêu khích có kế hoạch của các cơ quan an ninh Nga. Hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ những tuyên bố về việc Nga chuẩn bị một cuộc tấn công bằng cách sử dụng quân đội đóng quân trong khu vực cũng như lính nghĩa vụ từ Transnistria. Về phía Moldova, Thủ tướng nước này là Nicu Popescu cho biết, đất nước của ông đang đối mặt với một thời khắc rất nguy hiểm khi các lực lượng giấu mặt đang tìm cách gây căng thẳng sau một loạt vụ nổ ở Transnistria. 45 người Ukraine được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh mới nhất với Nga Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm thứ Năm cho biết, 45 người Ukraine đã được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân chiến tranh mới nhất với Nga. Trong một bài đăng trên Telegram, bà Verechok cho biết, hôm nay 45 người của chúng tôi đã được thả khỏi sự giam cầm của Nga, 13 sĩ quan và 20 binh sĩ, trong đó có 5 người bị thương. Chúng tôi cũng đang đưa 12 thường dân trở về nhà, bà nói thêm. Phó Thủ tướng Ukraine không cung cấp chi tiết về việc có bao nhiêu tù nhân Nga được trả tự do trong cuộc trao đổi. Nga vẫn chưa xác nhận việc hoán đổi tù binh. Người Ukraine không hối tiếc khi nhấn chìm đất đai để chặn bước tiến quân nga. Thưa quý vị, những người dân của Ukraine mới đây cho biết họ không hề hối tiếc sau khi làm ngập làng Demidiv trong biển nước để ngăn xe tăng nga tiếp cận thủ đô Kiev. Cụ thể trong bài báo vào ngày 27 tháng 4, New York Times cho biết chỉ một ngày sau khi cuộc chiến bắt đầu ngày 24 tháng 2, quân đội của Ukraine vào ngày 25 tháng 2 đã mở một con đập ngăn lũ gần với làng Demidiv phía bắc của Kiev và vùng nông thôn xung quanh. Động thái này sau đó khiến ngôi làng này chìm trong biển nước. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 3 cho thấy lũ lụt đã xảy ra ở lưu vực sông Aipin phía tây bắc Kiev, nhưng thời điểm đó vẫn chưa rõ ai hoặc điều gì đã gây ra lũ lụt trong khu vực cho đến bây giờ khi người Ukraine công khai thừa nhận chiến lược phòng thủ hy sinh của họ. Ý tưởng của họ nhằm ngăn chặn cuộc tấn công bằng xe tăng của quân đội Nga vào thủ đô Kiev, đồng thời cho quân đội của Ukraine chấn giữ thành phố nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bảo vệ thủ đô nước dâng cao đã khiến quân đội nga khó tiến thêm và áp sát kiev tin cũng cho biết lũ lụt còn giúp làng Demidip không trở thành tiền tuyến trong cuộc chiến theo đó ngôi làng này đã tránh được cảnh bị phá hủy khủng khiếp như ở thị trấn bucha ngoại ô kiev mọi người đều hiểu và không ai hối tiếc về điều đó dù chỉ trong chốc lát chúng tôi đã cứu kiev người dân địa phương tên là Antonina kostuchenko nói với new york times hơn hai tháng sau nước và lũ lụt vẫn chưa rút hết ở làng Demidip nhưng Kiev vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người Ukraine. Các lực lượng Nga không chiếm được thủ đô Ukraine và cuối cùng buộc phải rút khỏi khu vực vào cuối tháng 3 để tập trung vào cuộc tấn công mới ở khu vực Donbass, Đôn miền đông của Ukraine. Ukraine, Bulgaria đạt thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc qua cảng Vana. Thưa quý vị, sau cuộc hội đàm vào ngày 28 tháng 4 với Thủ tướng Bulgaria, ông Kirill Petkov, Tổng thống của Ukraine ông Volodymyr Zelensky, cho biết nước này và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận về việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua cảng Vana của Bulgaria. Ông Zelensky không đưa ra mốc thời gian và không cung cấp chi tiết về khối lượng ngũ cốc sẽ được vận chuyển qua cảng Vana trên Biển Đen. Xuất khẩu của Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Nga. Thủ tướng Petkov nói trong một cuộc họp báo chung ở Kiev, Bulgaria sẽ rất vui khi Vana là trung tâm hậu cần cho ngũ cốc và dầu hương dương và phân phối tất cả loại ngũ cốc mà các bạn không thể thông qua các cảng của mình. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arinda Bakshi ngày 28 tháng 4 cho hay, Ấn Độ đang nỗ lực để ổn định hợp tác kinh tế với Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và một nhóm liên ngành đang nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ chế thanh toán cho các giao dịch với Moscow. Tuyên bố của ông Bakshi được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ấn Độ có đoạn: "Mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào có thể ổn định các thỏa thuận và hợp tác kinh tế hiện có với Nga trong điều kiện hiện tại." Ông Bakshi cho biết các biện pháp trừng phạt do phương Tây đơn phương áp đặt đối với Nga cũng có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ. Và đó là lý do nước này tổ chức các cuộc thảo luận liên ngành để nghiên cứu giữ ổn định quan hệ kinh tế với Nga, cũng như bảo đảm lợi ích của Ấn Độ. Khảo sát, hầu hết người Mỹ coi quan hệ đối tác Trung-Nga là vấn đề nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo kết quả của tham dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố hôm thứ Năm ngày 28 tháng 4, đa số người Mỹ rất lo ngại về mối quan hệ của Trung Quốc với Nga quốc gia đã từ chối lên án cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Kết quả cho thấy hơn 90% số người được hỏi cho biết quan hệ đối tác trung Nga là một vấn đề hơi nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng đối với Mỹ. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 21 đến 27 tháng 3 với sự tham gia của 3.581 người Mỹ trưởng thành. Quan điểm tiêu cực về Trung Quốc cũng đã tăng 6 điểm kể từ năm ngoái, với 82% số người được hỏi bày tỏ quan điểm không thuận lợi. 2 phần 3 cho biết họ coi Trung Quốc là một mối đe dọa lớn, nhưng những người được hỏi có xu hướng mô tả Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hơn là kẻ thù. Trong khi tỷ lệ người Mỹ mô tả Nga là kẻ thù đã tăng lên kể từ khi xâm lược Ukraine. Trung Quốc và Nga đã tái khẳng định tình hữu nghị không có giới hạn của họ tại một cuộc họp ở Bắc Kinh ngay trước cuộc xâm lược diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh phức tạp hơn những gì họ thể hiện. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần này khi phát biểu Trước các nhà lập pháp đã chỉ trích sự ủng hộ rõ ràng của Trung Quốc đối với Nga, nhưng thừa nhận rằng ông chưa có bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hoa Kỳ công bố báo cáo tự do tôn giáo kêu gọi trừng phạt nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022. Báo cáo cho biết tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu đi và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và thực thể Trung Quốc liên quan đến đàn áp tôn giáo. Báo cáo liệt kê 15 quốc gia gồm Trung Quốc và Nga là các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, CPC, vì vi phạm tự do tôn giáo. Kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt trong 23 năm liên tiếp. Báo cáo cho biết, năm 2021 tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc còn tồi tệ hơn. Báo cáo nói rằng, công giáo, cơ đốc giáo, Phật giáo Tây Tạng, Pháp Luân Công và các nhóm khác vẫn tiếp tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Chính quyền Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách tôn giáo mang đặc sắc Trung Quốc một cách mạnh mẽ, yêu cầu các nhóm tôn giáo và tín ngưỡng ủng hộ đường lối và hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, báo cáo viết. Ông Triệu Khắc Chí, Bộ trưởng Bộ Công an Chính quyền Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp kêu gọi đàn áp các tư tưởng và lực lượng tôn giáo cực đoan, các hoạt động truyền giáo bất hợp pháp, các tà giáo, các hoạt động tôn giáo liên quan đến Đức Đạt Lai Lạt Ma và các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp trên Internet. Báo cáo đề cập rằng, mặc dù nhà chức trách Trung Quốc công nhận các nhóm tôn giáo như Phật giáo và Công giáo, nhưng những người mang tín ngưỡng như Pháp Luân Công đặc biệt dễ bị bức hại ở Trung Quốc. Pháp Luân Công dạy mọi người thực hành chân, thiện nhẫn trong cuộc sống, giúp các học viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế. Vào năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, bao gồm cả mùa cướp nội tạng. Báo cáo cũng nói rằng năm ngoái, các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nghiêm trọng. Trong web minhkhui.org của Pháp Luân Công đã báo cáo rằng năm 2021, chính quyền đã sách nhiễu và bắt giữ hàng ngàn học viên Pháp Luân Công. 892 người bị kết án tù, ít nhất 101 người bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết. Hiện tại, 646 người Trung Quốc có tên trong danh sách những người bị đàn áp vì tự do tín ngưỡng hoặc tôn giáo của USCIRF, trong đó có 208 học viên pháp luân công. Báo cáo khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính và thị thực đối với các quan chức và thực thể Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo, đặc biệt là trong Ban Công tác Mặt trận Thống nhất UFWD, Cục Quản lý Tôn giáo Nhà nước Trung Quốc SARA, Cơ quan An ninh Công cộng và An ninh Quốc gia Trung Quốc và những nơi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF được thành lập theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998. Đây là một cơ quan chính phủ liên bang độc lập và đa đảng phái của Hoa Kỳ, với 8 thành viên được Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm, cùng các nhà lãnh đạo của Thượng viện và Hạ viện. Các khuyến nghị của Ủy ban này được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh giá tự do tôn giáo trong xã hội chính thống của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Sipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.